Con Trương Bùi xin kính chào các cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các cô chú anh chị và các bạn đến với chương trình Tìm lại những con đường xưa ở Sài Gòn. Thì trong video trước con đã gửi các cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về con đường Bùi Thị Xuân, nơi có trường nữ sinh Nguyễn Bá Tồng. Nếu các cô chú anh chị và các bạn chưa xem thì chúng ta có thể xem lại video trước. Thì trong video này thì con mời các cô chú anh chị chúng ta vẫn tiếp tục khám phá ở phía quận 1 và con đường hôm nay là con đường Bùi Viện. Thì đường này nó dài khoảng 652m từ đường Trần Hưng Đạo tới đường Cống Quỳnh. Thời Pháp thì con đường này chưa có tên. Vào ngày 30 tháng 1 năm 1950 thì con đường mang tên là Bảo Hộ Thoại. Từ ngày 6 tháng 10 năm 1955 thì đổi thành đường Bùi Viện cho đến nay. Về nhân vật Bùi Viện thì ông sinh năm 1839, mất năm 1878, quê ở tỉnh Nam Hà, đầu cử nhân, từng giúp dẹp các giặc cờ vàng, cờ đen, Quảng Văn Tế. Ông là người Việt đầu tiên đến Mỹ gặp Tổng thống Abraham Lincoln. Nhưng việc cầu viện không có kết quả, vua Tự Đức rất trọng ông, cử làm chánh quản đốc nha tuần tải. Ông đang chỉnh đốn hải quân, lập đội tuần dương thì bị bệnh mà mất. Đó là lịch sử con đường Bùi Viện và tiểu sử của ông Bùi Viện, một người mà người ta nói là người đầu tiên đến Mỹ và gặp Tổng thống Abraham Lincoln. Bây giờ thì con xin mời các cô chú anh chị và các bạn chúng ta nhìn lại con đường Bùi Viện này. Thì hiện tại con đang ở đây là đường Nguyễn Thế Học, và cái hướng này là cái hướng đi về cầu Ông Lãnh đó các cô chú anh chị. Bây giờ thì chúng ta cùng đi tới đường Bùi Viện nha các cô chú anh chị. Ngay cái ngã tư đèn xanh này đỏ phía trước đó là ngã tư của đường Nguyễn Thái Học và đường Trần Hưng Đạo. Thì ngay chỗ này nó có cái con đường nhỏ là đường Bùi Viện chỗ này. Ngày nay đường Bùi Viện là phố đi bộ Bùi Viện. Về ban đêm thì có rất là nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài, người ta tới đây người ta tham quan rồi chụp hình, rồi đặc biệt là ngồi ở những cái quán và có những hoạt động rất là trẻ trung sôi động ở đây. Ban ngày thì chúng ta thấy nó cũng bình thường thôi. Tuy nhiên thì con đang đi xe máy đó các cô chú anh chị, chúng ta sẽ tham quan con đường Bùi Viện này vào lúc khoảng 5 giờ chiều. Ban đêm thì nó đông, chúng ta không có tiện chạy xe máy vào đây. Bây giờ thì các hàng quán người ta cũng dọn ra, người ta chuẩn bị để đón khách. Con đường này thì người ta mở tới khuya, là tới 2 giờ sáng. Trước mặt các cô chú anh chị đó ngã tư Đề Thám, và phía trên thì có cái bảng là phố đi bộ Bùi Viện, Bùi Viện Walking Street. Có một vài khách du lịch thì họ đã tụ tập rồi, ra uống nước rồi. Với lại chúng ta đi ban ngày thì cái camera của con thì nó quay đẹp hơn, đi ban đêm thì nó màu không. Và chúng ta thấy là khách du lịch ở đây thì họ đa phần không có đeo khẩu trang các con chú. Trong khi đó nhân viên thì người Việt chúng ta thì khẩu trang khắp nơi. Đó là sự khác biệt dễ thấy nhất ở trên con đường này. Những cái tiệm massage. Nói chung thì vào những ngày dịch này thì hoạt động ở đây thì cũng không có được sôi động như bình thường, rất là không có nhiều người tới. Và ở đây chắc là cũng hồi hộp lắm các cô chú anh chị, cái việc buôn bán ở đây.
Đúng là ở ngoài đây thì khách Tây họ họ không có đeo khẩu trang nhiều các cô chú chị. Nãy giờ thì con quan sát thì là chỉ có một hai người thôi. Còn đa số thì họ rất là bình tĩnh. Không có cái biểu hiện gì gọi là lo lắng sợ hãi ở trên con đường này kìa. Thì cái việc mà không đeo khẩu trang thì con có tìm hiểu được biết là ở vậy đó, đi ra đường là không có ai đeo khẩu trang, đặc biệt ở Đức người ta thấy người đeo khẩu trang người ta còn kỳ thị. Ví dụ như người Việt mình qua đó mình đi ra ngoài đường đeo khẩu trang là người ta nghĩ là mình bị bệnh với cô chú anh chị, bị bệnh là người ta trêu chọc rồi người ta kỳ thị mình. Ở đây là đường Cống Quỳnh rồi nè, là hết con đường Bùi Viện rồi, bây giờ thì con sẽ quẹo ngược lại cho các cô chú anh chị. Con Kim Bùi thì không biết là ở cái chỗ mà các cô chú anh chị mình đang sinh sống ở nước ngoài đó thì cái tình hình như thế nào, có bị kỳ thị không, đeo khẩu trang thì như thế nào, thì mời các cô chú anh chị và các bạn có thể comment ở phía bên dưới cho con Kim Bùi được hay. Ra đây mình thấy là người Việt thì đeo khẩu trang nhiều, hầu như là gần hết cả các khu chú anh chị, một vài người không đeo, nhưng mà đặc biệt ở cấp Tây thì chỉ có một vài người đeo khẩu trang. Vào những ngày này thì người ta hạn chế tụ tập chỗ đông người, cho nên là những khu vực buôn bán như thế này thì không có được tốt lắm. Người ta đốt con lông nữa kìa. Hy vọng là cái đại dịch Covid này sẽ sớm qua đi để cho những cái người người ta buôn bán thì được trở lại. Chứ tình hình này mà kéo dài thì nghe rằng là rất là nhiều người thì rất là khó khăn. Nhiều cái chỗ mà người ta phải thuê mướn mặt bằng, thuê nhân viên mà buôn bán không được thì là rất là khó khăn, cái cuộc chiến dịch rất là kẹp và kinh tế nó cũng đi xuống nè. Khách du lịch thì họ cũng không có dám đi chơi, thì hãng hàng không thì phá sản. Mong rằng là cái thời gian khó khăn này mau chóng sẽ qua đi. Những ngày cuối tuần thì ở khu vực Bùi Viện này và Văn Liêm bắt đầu từ khoảng 7 giờ tối thì rất là sôi động và người ta cấm xe máy, xe hơi tất cả đi vào khu vực này, các cô chú Việt chỉ là đi xe đi bộ thôi. Phía bên kia là đường Bùi Viện người ta cấm xe rồi, đường một chiều rồi, con sẽ rẽ qua đây. Để đến đây thì con cũng đã gửi đến các cô chú anh chị những hình ảnh về con đường Bùi Viện, một khu phố Tây, và nó là phố đi bộ thứ hai ở Sài Gòn sau phố đi bộ Nguyễn Huệ. Con cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của con Hương Bùi. Con xin chúc cho các cô chú anh chị và các bạn có dồi dào sức khỏe và vượt qua cái đại dịch này, để nhận được những video mới nhất do con Hương Bùi thực hiện hàng ngày về những con đường xưa trước năm 75 chúng ta sắp xếp theo thứ tự ABCD. Thì con mời các cô chú anh chị và các bạn chúng ta đừng quên nhấn nút subscribe và cái nút đăng ký, quan trọng nhất là bấm vào cái chuông để mà nó thông báo cho các cô chú anh chị và các bạn hay khi mà con có buổi up video mới lên. Con xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong video kế.